Andrew nguy hiểm, 2-1 cho Thép Xanh Nam Định. Lại là Rafael Sơn rất có duyên ghi bàn, pha ghi bàn thứ tư của tiền đạo người Brazil tại mùa giải năm nay. Không được, phạt góc cho Thép Xanh Nam Định. Henryu đá phạt góc. Henryu nguy hiểm, 2-1 cho Thép Xanh Nam Định. Lại là Rafael Sơn rất có duyên ghi bàn, pha ghi bàn thứ tư của tiền đạo người Brazil tại mùa giải năm nay. Khi mà Henryu đứng trước những phòng cố định thì luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm dành cho đối phương. Như thường lệ, Henryu và Rafael Sơn chia vui với các cổ động viên. Rafael Sơn đã lập cú đúp. Coutinho là người đứng đón bóng ở cột gần, bóng sượt qua Coutinho đến vị trí của Rafael Sơn. Vòng đấu thứ tư và Rafael Sơn đã có 5 bàn thắng. Thêm một lần cổ động viên đến từ Thành Nam có dịp ăn mừng. Lần thứ hai trong trận đấu đội khách vượt lên dẫn bàn. Thẻ vàng dành cho Henryu. Đến lúc này đội khách đã phải nhận 3 thẻ vàng. Trung vệ Văn Hành đá phạt, viết chiều cầu thủ cũ của Thanh Quảng Ninh.